Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Này Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm, dân sanh nghiệm ba kỳ, cùng tan thang ân kiếm không cung tầng. Phận chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho bế đạo trà, tôn pháp hiền thân tăng cường trụ tam bảo. Chí tăng đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu. Tương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh vô hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp không pháp giới đạo tràng. Mười phương hiện thành mây bao kiên tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chi tiền. Pháp thân toàn thể tiền chứng minh Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát.
rộng sâu đất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nhiệm màu, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bậc A-la-hán, mỗi người đều quen biết Như Làm. Trưởng lão Xa Lời Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Y La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Kiếp Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đà. Những vị đại đệ tử Như Thế và Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đà Bồ Tát Càng Đà Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát Như Thế và với Vô Lượng Chư Thiên Như Ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo Ngài Trưởng Lão Xa Lợi Phất rằng: Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói Pháp Xa Lợi Phật, cõi đó vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc Xa Lợi Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xa Lợi Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đắm, vàng bạc lưu ly ba lê thành những thềm đường. Ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng vàng. Bạc lưu ly ba lê xa từ xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như
bánh xe hòa sắc thanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi nương của Đức Phật đó thường trôi nhan trời. Đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đứng phân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi nương cần làm. Thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bành hàng. Không cứ anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim tâm thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng ta lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên à tăng kỳ kiếm nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật A-di-đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời phân lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời phân coi nước của Đức
phần đó thành đều công đứng trang nghiêm giường ấy. Nghe lời vấn lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tin đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồm chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đơn nhân duyên mà đường sanh về cõi đó. Xa lời phong nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của đơn phần đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làm xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xuất Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghề công đức. Nhưng thế chư phần xa hồ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diêm kiên phần tu di đăng phần vô lượng tinh tấn phần hằng hà xa số những đứng phần như thế đều tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh dừng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư phần sở hô niệm này. Xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng
tan bất cả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm này. Ca lời Phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà ra cho những đức Phật như thế. Đều ở tại nước mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tín kinh sừng tan bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời con thế Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng ma Phật phán trang Phật trì pháp Phật hằng hà xa cho những đức Phật như thế. Đều ở tại nương mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh chứng tan bất cả tư nghị công đức. Nhưng khi chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đứng Phạm âm Phật Tô Vương Phật Hương Thường Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đứng Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sơn Phật Hằng Hà Sa Số Nhân Đứng Phật Như Thế Đều Ở Tại Nương Mình Hiện Ra Tương Lưỡi Rộng Dài Trầm Khắp Cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà Nói Lời Thành Tấn Rằng Chúng Sanh Các Người Phải Nên Tin Kinh Tinh Tán Băng Khả Tư Nghị Công Đức Những Thiên Chư Phật Sở Hộ Niệm Này Xa Lời Phân Nơi Ý Của Ông Nghĩ Thế Nào. Vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói xa lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân. Nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừ kia
trước kiến, trước phiền não, trước chúng sanh, trước mạng, trước rung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tâm cả thế gian có tin này, xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tâm cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là đấng có đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo, tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh tinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang trang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng có bài đích đăng. Hàng Bồ Tát chân quan tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách. Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra, sân không chung ở một nhà, không chân khác sắc, sắc nào khác không, hay sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dính thường chân, chẳng tố chẳng tịnh chẳng sờ chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không ngủ quẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, thấy rỗng không mà không nhận giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, tận xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bán nhã, đạo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bán nhã là hơn, pháp môn tôi thắng cõi chân mau về. Thần chú đúng bừng quang minh,
Thấy chú tôi thượng ngoài linh ấy, chú vô đẳng thân thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bấm hư án, làm thần chú chân như thuyết rằng, dân
tận cùng công lễ vô minh, chi phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tiền đến bửu thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ quyền pháp giới chư chúng sanh. Công văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cơ phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bân thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm, giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự tự quy